Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn một căn nhà, ở tại gần khu công nghiệp Dầu Giây nha các bạn. Cách khu công nghiệp Dầu Giây chỉ có 800 m thôi, đằng sau Long Quay á. Thì tại cái vị trí Tâm đứng nè là đường thông hai chiều, ô tô đi, và bên hông căn nhà, cái này là nhà hai mặt tiền nha. Bên hông căn nhà còn có một con đường nữa là nhà hai mặt tiền, cái đường đó là đường nội bộ. Thì hiện tại á, từ á, vị trí mà Tâm đứng đây nè về Sài Gòn là 55 km, mà qua sân bay Long Thành là khoảng 30 phút đi ô tô. Ok, các bạn hình dung ra được chưa? Trục giao thông khu công nghiệp Dầu Giây. Thì bây giờ Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn cái căn nhà này. Gia chủ cần ra gấp. Cái diện tích mặt tiền này là 11 m vuông nha các bạn, 11 m nha các bạn. Diện mặt tiền là 11 m và chiều sâu là 37 m, có 180 m thổ cư. Thì bây giờ mình sẽ quay toàn bộ căn nhà bên trong cho các bạn. Ở đây là cái sân, các bạn có thể để ô tô được nè. Sân này để ô tô nha các bạn, sân để ô tô được. Và bên hông có một cái đường bên hông nè để cho các bạn đi. Đó, cạnh nhà có một cái đường thông bao quanh công viên nhà, trồng cây cảnh, cây dừa kiển, cây trúc. Thì căn nhà này được xây trên cái diện tích này gần như là bao phủ cái diện tích đất rồi. Các bạn thấy không? Xây toàn bộ căn nhà này. Với cái giá mà ra các bạn, thì nếu mà trừ chi phí xây nhà đồ, chưa tính chi phí xây nhà, thì chỉ tầm hơn cái giá đất xíu thôi. Anh em bây giờ anh em vào bên trong nha. Mình quay cái nhà này thì gồm có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và một cái phòng khách lớn cùng cái gian bếp. Ở trên bố trí thiết kế cái phòng khách là cùng cái gian bếp luôn nha các bạn. Nó có một cái chỗ ngang cách đó thôi. Thì chỗ này là phòng khách nè các bạn, phòng khách nè. Thì nội thất phòng khách đầy đủ rồi. Nội các phòng thất là salon nè, kệ nè. Riêng cái nhà này có một cái thiết kế đặc biệt là phòng khách nó kèm theo cái gian bếp, nó ngăn cách ra gian bếp bên cạnh. Thì có quầy để đồ ăn đồ uống rồi chế biến thức ăn ở bên đây. Thì bên đây là phòng khách luôn, nó thiết kế đặc biệt hơn các gian nhà khác xíu. Thì chỗ này là có kệ, nội thất đồ đầy đủ rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phòng ngủ master. Thì cái phòng ngủ master nó kèm luôn nhà vệ sinh nhà tắm trong đó luôn, là một nhà vệ sinh nhà tắm nó kèm luôn trong cái phòng ngủ master này, là khoảng 25 m vuông. Phòng ngủ master đây là phòng ngủ master kèm luôn nhà vệ sinh nhà tắm rồi trong cái phòng ngủ master nha các bạn. Đó, thì tiếp theo là hai cái phòng ngủ nhỏ này tầm là 3.5 x 5 các bạn. Thì hai cái phòng ngủ nhỏ như vậy kẹp giữa hai bên đó là một cái nhà tắm và một cái phòng vệ sinh và một cái khoang để các bạn giặt đồ, chứa máy giặt đồ đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cái đằng sau nhà cho các bạn coi có cái điều gì đặc biệt không. Thì bên sau nhà là có một cái cổng ra một cái đường mặt tiền còn lại nha. Đây là cái mặt tiền còn lại này các bạn thấy không? Đó, cái cổng ra cái mặt tiền còn lại. Khắp nhà thì hàng rào được bao phủ hàng rào đá rồi. Ok, anh em nào á mà cần một căn nhà để ở hoặc để đầu tư hoặc để sinh sống, tại cách khu công nghiệp Dầu Giây chỉ có 800 m thôi. Giá mềm, giá này là rất là mềm nha các bạn. Vì sao? Tại vì gia chủ đang cần ra rất là gấp, giá rất là mềm cho anh em. Comment lên video, bấm vào link bio để liên hệ với Tâm qua Zalo. Bye bye, đúng rồi, xin chào các bạn nhé, bye bye.